Mến chào cô chú anh chị và các bạn ha. Ở đây nhìn thấy chiếc máy cày màu đỏ các bạn. Hình như là Maxi Fusion. À, cái con này là MF135 nè. Trời ơi, con này ngon bổ rẻ các bạn ơi. Cách dưới 100 triệu ha. Để có dịp nhã hỏi anh tài xế anh mua bao nhiêu lâu rồi, rồi tiền, giá tiền sao. Hình cho các bạn mình xem ha. Ồ, chạy chiến với ta. Cày của Tây Ninh. Ồ, dê là chi này. Nó dê để đi đường khác. Dê là các bạn ơi. Quá đẹp ha. Dán cái chữ MF vàng ở trước đó các bạn. Dễ thương ghê không. Thái luôn, thái luôn. Thái luôn, thái luôn. Máy cày này đang cuộn dây đậu nha các bạn, dây đậu phộng. Quá đẹp. Rồi dê lại. Ồ, các bạn thấy không, đẹp ghê không. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Chuột. Chuột nó chạy ra. Cái gì nó tha xuống đất các bạn. Nó chạy hút vô. Hút vô tiếp nè. Hút vô, hút vô. Hút vô. Ồ, con này còn ngon quá các bạn ơi. Con này 4 máy ha. Cái nó xài cái vỏ DRC nha. DRC 14928. 14928 ha. Hấp vô. Hello. Oh. Wow. Cái bạc đạn. Giống như nó kêu cái bạc đạn các bạn. Hello. Đây cũng to ha. MF135 con này hơi cũ nha, nhưng mà giá chắc rẻ, chắc dưới 100 triệu ha. Bánh này nọ đẹp quá. À, anh này anh xài cặp vỏ là DRC. Đây là trời ha. Lên tới lớp. Đây là trời. Đẹp quá trời. Đây. Chú con. Cái dàn sao nó hút vô. À. Hút vô. Đó, cái lực hút vô các bạn. Ôi trời. Cái dàn hút của Trung Quốc thì nó hơi kêu cái này. Hơi kêu ha. Cảnh ruộng đồng xứ Tây Ninh. Rồi, cảnh ruộng đồng của Tây Ninh. Rồi bây giờ đi tiếp nữa nha các bạn. Đi tiếp nữa ha. Theo luôn, theo luôn. Rồi, theo anh lên mới cài luôn. Anh thử. Khung cảnh trên đồng.
Cái tình hình đó các bạn. Đi theo. Đẹp ghê ha. Đẹp ghê. Qua luôn. MF chạy tới luôn nè. Trời khổ, nhìn hồi hộp á. Nhìn hồi hộp vãi. Vui hết các bạn. Quay cảnh nó cài. Đây. Rồi cho nó rõ đẹp hơn ha. Đấy nè các bạn. Con này là Maxi Ferguson 135 của anh ha. Ôi nó kêu rồi. Ở sao làm gì nó kêu dữ vậy ta? Nhả ra. Đó. Tới luôn. Tới luôn các bạn ơi. Để nhau quay cái góc nghỉ thật đấy. À. Wow, nó nè. Có luôn. Có luôn. Nó góc nghỉ thật nha các bạn. Có luôn. Cái góc này thật các bạn mình xem ha. Đó là các bạn ơi, các bạn thấy không, còn bị cái gì đâu, anh tự sao anh xử lý cái gì nữa các bạn. À, nó vướng cái gì á, sợi dây chỉ á. Anh ra sao anh chỉnh lại ha. Rồi ra rớt. Rồi các bạn thấy là khung cảnh. Nó chạy chứ cho nên nó đi cuốn cây đậu phộng ha. Đẹp quá đẹp các bạn ơi. Chúng xây vào phẩm của Tây Ninh. Đồ đã ghê thật chứ. Các bạn thấy không? Hình cảnh. Trước ảnh dán chữ màu vàng MF nhìn đẹp quá. Này cắt sơn lại các bạn, tút lại, gọi là tút lại ha, thì nó đúng hơn. Đây, lại, lại. Nào, qua luôn, tới bờ đê luôn, tới bờ đê luôn các bạn, quay lại nè. Lên luôn. Đó. Hốc vô. Rớt ra, đó. Tới luôn.
quá đẹp ha. Rồi, nhớ cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Chúc cô chú anh chị vui khỏe nha.